Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa ngon. Và hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một chiếc xe màu đỏ, một chiếc xe để rất hợp mệnh cho anh em nào muốn mua để mà gọi là phong thủy cao cấp hơn. Vâng, đời 2021 các bác nhá. Và xe thì vừa mới về cửa hàng xong, chất xe đẹp, cứng cáp luôn, biển Hải Phòng, tư nhân một chủ từ mới 15A69804. Và em này thì có thể tạm dịch ra là lộc mãi phát và không bao giờ bất tử luôn đấy các bác ạ. Đấy, xe cực ngon và bao chất cho các bác luôn. Đấy, hàng xe đẹp, một mẫu sedan hạng B mà được rất nhiều người yêu thích, kiểu dáng trẻ trung, rộng rãi, tiện nghi, nội thất ghế da của xe còn nguyên. Và xe thì gần như là zin tuyệt đối, màn hình cũng là nguyên bản luôn các bác ạ, không có độ chế cháo gì cả. Màu sơn đỏ đẹp luôn nhá. Và em này thì cũng là một chiếc xe mà được rất nhiều người yêu thích. Kiểu dáng này, giá thì nó lại mềm, chỉ có 320 triệu đồng thôi. Còn các bác mà tra giá bây giờ thị trường đang là 350-360, lời hơn được đến 340 triệu đồng, tội gì mà không xem xe. Và chiếc xe này thì được phân phối bởi Kia Hải Phòng, bảo dưỡng hãng định kỳ đầy đủ. 2021 thì đến nay là được 12 năm thôi. Và chiếc xe này sang năm thứ 3 rồi. Và chiếc xe này thì đang chạy order là hơn 4 vạn các bác nhá. Nói chung cũng là một cái mức chạy bình thường đối với một dòng xe giá rẻ. Và chiếc xe này thì vừa mới về cửa hàng em thôi. Đây, các bác nào yêu, các bác nào mà thích cái dòng xe này, muốn mua được chiếc xe mà vừa tiện, vừa bền, vừa lành, đấy, rộng rãi thì alo cho em. Và thích cái kiểu dáng của Kia Soluto à. Chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 320 triệu đồng, có bao rút hồ sơ các bác nhá. Và một mức giá rất là êm và hời cho mọi nhà luôn. Đấy, kiểu dáng xe thì trẻ trung, mặt ca lăng mũi hổ của dòng Kia đặc trưng rồi. Và biển số thì đây rõ ràng luôn, các bác có thể nhìn và các bác check luôn biển xem là có đâm va tai nạn không nhá. Đấy, còn về phần toàn bộ mặt trước của xe này, đồng sơn này cũng như là nhựa cản của xe là ngon nguyên, không hề lỗi lầm. Phần bên này thì đèn bi gầm, đấy, đèn bi gầm kết hợp với led định vị ban ngày và có đèn pha halogen ở phía bên trên. Đấy, bầu đèn trong vắt luôn, không có ố mốc rạn nứt, ố vàng gì cả. Tôn vỏ xe thì căng. Đấy, tôn vỏ xe căng luôn. Và các bác nào mà yêu ấy, các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Xe vừa về trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Đấy, một chiếc xe rất là cứng cáp, đấy, sạch sẽ, ngon lành. Và em này thì được cái là dàn lốp của xe thì mới tinh, lốp 175-70 la răng 14. Đấy, lốp dép dày, la răng đúc, phanh đĩa có và có ABS đầy đủ. Và đây này các bác nhìn này, đấy, rãnh lốp nó còn dày như thế này, ta lông còn nguyên nhá. Và em này thì vừa mới được dọn dẹp lại thôi, nên là về là bây giờ các bác yên tâm là chỉ việc đi thôi, không phải làm gì. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu và gương chiếu hậu có điều chỉnh điện đầy đủ. Còn các cái phần ví dụ như là vè che mưa là các bác nhìn này, có vè che mưa, nẹp chân kính và tay nắm cửa ốp chrome. Đấy, cửa đóng rất chắc chắn luôn đấy các bác ạ. Vâng, đấy, cửa đóng chắc chắn và keo chỉ của xe là keo chỉ bao nét cho các bác luôn. Đấy, bao nét bao zin cho các bác này. Đấy, xe còn cứng đét luôn nhá, tapi sạch sẽ và kính điện của xe thì hoạt động hoàn toàn ok và bình thường. Em này thì có một cái là người ta điều khiển ngay bằng phần bên trong này thôi. Đấy, là điều khiển kính điện này này. Đấy, lên xuống rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng nhá. Là kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn ok. Đấy các bác thấy ạ. Vâng, kính đằng sau này, đó, lên xuống bình thường. Em này thì có một cái điểm cộng đó là đúng là thực sự là xe như lướt luôn. 4 vạn nhưng mà bác chủ có cái để cái mặt táp lô phải nói là thực sự quá sạch sẽ luôn các bác ạ. Em cũng đặt câu hỏi vào làm sao mà con này nó lại sạch như vậy. Thì té là bác ấy có một cái tấm chắn nắng kìa. Đấy, để ngay đằng sau ấy ạ. Thì bác ấy để lên đây, nên là bác ấy che thành ra là rất là ok. Đấy, mặt táp lô xe đẹp. Và vô lăng khâu da của xe là còn nguyên. Đấy, vô lăng khâu da này còn nguyên luôn, không có lỗi lầm. Đấy, mặt nhựa ra các bác nhìn này, nhựa sần còn nguyên, túi khí an toàn đầy đủ và có phím tích hợp điều khiển ở trên vô lăng. Đấy, lái rất là nhẹ nhàng. Mặc dù 4 vạn nhưng mà đồng hồ các cái phím này là nó chưa bị mòn một tí nào, người ta dùng ít nên là không mòn mỏi tí nào này. Đấy, đồng hồ hiển thị là xe là không có báo lỗi nhá, chạy được 4 vạn 3 chuẩn chỉ đây các bác ạ. Đấy, màn hình có kết hợp với cả cam lùi. Đấy, cam lùi đây rất rõ nét luôn. Đấy, và bên dưới đồng hồ thì các bác cũng có thể nhìn là đầu các cái phần điều hòa này điều chỉnh rất là rõ ràng dễ nhìn. Đấy, ví dụ bên này là điều chỉnh cửa gió này, hướng gió này,
Bên này tốc độ gió và bên này nhiệt độ điều hòa. Bên này là lấy gió trong và bên này là lấy gió ngoài. Thế còn phía dưới kính thì đúng là đặc trưng của dòng Soloto là điều khiển cụm kính điều khiển bằng 4 cái nút này và khóa kính cũng bằng cái nút này. Đấy, rất là hiện đại, có cổng sạc này 12V 120W. Đấy bên này và cổng AUX USB. Đấy, chỗ để điện thoại cũng rất là tiện lợi. Cần số của xe thì nói chung là mới và không có chảy xước gì cả, gần như là mới tinh luôn các bác ạ, mặc dù là 4 vạn. Đấy, nói chung là nói bởi thế nhưng mà nhìn như kiểu là cái xe chạy được có hơn 1 vạn với 2 vạn thôi, chứ không phải là xe 4 vạn. Đấy các bác nhìn này, tất cả các cái phần da của xe đều là da nguyên bản. À, da nguyên bản này. Đấy, da bên ghế phụ này, da nguyên bản. Và da bên ghế chính cũng là da nguyên bản đây. Đấy, da ghế chính mà nó còn đẹp như thế này, nó không bị sần, không bị mòn, không bị chảy xước các bác nhá. Đấy, da ghế chính còn nguyên. Và ghế là ghế chỉnh cơ, có thảm chống bẩn là của Thaco. Đấy, sàn còn nguyên như thế này. Đấy các bác, thảm chống bẩn nhá. Và bên dưới này, mặt này, tất cả các cái bậc bước chân để chân này. Đấy, rất là sạch sẽ và tem nhãn đầy đủ. Em này sản xuất năm 2021 đây là các bác ạ. Và được sản xuất bởi Trường Hải nhá. Đấy, ốc là chưa có động chạm, còn nguyên dấu trắng này. Đấy, bên trên này toàn bộ ốc bản lề. Em này thì đảm bảo bao chất cho các bác rồi. Nên là bác nào yêu thích cái dòng Kia Soluto, muốn mua một chiếc xe chất và muốn mua một chiếc xe để gọi là đi gia đình, cũng như là làm thêm một chút dịch vụ chạy, thì các bác cứ yêu em này là ok. Vâng, dòng này là một cái dòng xe chạy rất là lành. Đấy, và mức tiêu thụ nhiên liệu cũng ít, đặc biệt là đồ nghề thay thế sửa chữa cũng rất là dễ dàng, vì đây là một chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam mình. Đấy, toàn bộ chỉ keo các thứ của xe là còn nguyên nhá. Và xe đảm bảo cho bác là cứng nét luôn. Đấy, đây là một chiếc xe lướt rồi, nên là các bác cứ yên tâm về chất, kể cả là phần trần đây các bác nghe, chưa có bẩn bụi một tí nào luôn. Đấy, trần này còn nguyên luôn nhá, không bẩn bụi. Đấy, không lỗi lầm. Sàn này còn nguyên. Đấy, toàn bộ bộ sàn này thì cũng khá là sạch sẽ, không bị lỗi, không có bẩn bụi gì cả, vì cái này em cũng đã dọn rồi. Xe này là về phát là cho dọn luôn. Đấy, về phát cho dọn luôn, nên là chất xe thì các bác cứ yên tâm. Đây, chỉ này, chỉ đằng sau đây. Đấy, đấy, các cái phần cốp này là chỉ là của nó là còn nguyên luôn. Đấy, còn nguyên nhé các bác nhá, chưa có hỏng một tí nào cả, còn nguyên luôn. Còn các cái phần đinh hàn đây nó cũng còn nguyên này, máng nước là còn nguyên này. Đấy, cái này em sẽ lột cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn này, keo máng nước còn nguyên này. Đấy, lột nhẹ ra các bác nhìn nhá, đấy còn nguyên luôn, chứ không có hiện tượng là han mốc hay là nắn chỉnh là không có. Thế còn các cái phần lốp sơ cua đây, lốp sơ cua của xe đây đó, và phần lót sàn cứng này. Đấy, các bác đi những cái dòng như thế này thì thực sự các bác là giá nó vừa rẻ, đầu tư ít đời cao, mà thực sự cái dòng này thì giữ giá các bác ạ. Với cái tầm tiền hơn loanh quanh khoảng tầm 300 thì nó có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà đi Kia Soluto thì vẫn hợp lý luôn. Đấy, đèn đây này, thiết kế mới đẹp trong, không hề có ố mốc rạn nứt tí nào. À, các bác nhìn đấy, đèn này. Đấy, đèn thiết kế rất là đẹp luôn nhá, có đèn lùi, đèn và hậu và đèn phanh ở bên trên cao, cũng như là cảm biến thì đằng dưới đây. Cái này thì hơi chảy xước tí này, hơi nhỏ nhỏ này. À, còn có cảm biến đầy đủ luôn nhá, chứ em này thì có sẵn cảm biến rồi. Đấy, và có camera lùi ngay phía này đây. Đấy, camera lùi ngay ở giữa này. Nói chung là xe thì tương đối là cứng và giá thì cũng rất là mềm. Bác nào mà yêu thích, muốn mua một chiếc xe giá rẻ, muốn mua một chiếc xe lành bền, đấy, tôn vỏ cứng đẹp, con này thì được cái là tôn vỏ nó rất là cứng luôn. Đấy, thì các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn nhá. Đấy, dàn lốp đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, dàn lốp về mới tinh tính quang luôn, sạch sẽ, ngon lành. Đấy, keo chỉ thì bao nét lẹt rồi. Và cái dòng đây cũng là một chiếc xe giá rẻ các bác ạ, chỉ có 320 triệu đồng thôi. Em bán giá rất là bình dân cho mọi nhà. Đấy, đưa giá ra luôn. À, bác nào mà phân vân thì các bác cứ tra trách mạng thoải mái xem là thị trường nó bán giá bao nhiêu nhá. Còn rẻ quá thì chưa chắc đã là tốt đâu các bác ạ. Vâng. Xe này thì em đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng này, biển số rõ ràng, không có phạt nguội này, không có ngập nước thủy kích này. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Xe chạy đảm bảo ổn định luôn. Đấy, và cái dòng này thì máy rất là êm, đặc biệt em này là có loa súp ở phía dưới nhá, loa súp của Nakashima đấy ạ, còn nguyên luôn. À, Nakagachi chứ, xin lỗi các bác. Vâng, còn nguyên. Đấy, súp Nakagachi vẫn còn nguyên nhá. Và toàn bộ tất cả các cái ốc bản lề là có chưa có động chạm gì cả.
Đấy, xe là chưa có động chạm, chưa có da giết được các bác nhá. Tôn vỏ cứng, và bác nào mà yêu cái dòng Kia Soluto, muốn mua một chiếc xe đỏ chót chọt chọt này, yêu như thế này thì alo cho em. Vâng, xe này thì nói chung là về chất thì đảm bảo cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm là mua về là chỉ việc đi thôi, không phải lo lắng suy nghĩ gì cả, bảo dưỡng hãng định kỳ rồi. Máy của xe là máy zin các bác nhá, máy nguyên bản, động cơ máy chấm tư, máy nguyên bản zin luôn, chưa có động chạm, ốc á khó mở gì cả. Đấy, máy số thì ngon lành cành đào, và máy của Hyundai. Đấy, máy Hyundai chạy rất sướng luôn các bác ạ. Đấy, động cơ 4 máy tròn vành luôn, và ốc gác của máy là chưa có động chạm nhá, kể cả là mặt máy chưa ra đâu các bác ạ. Đấy, còn nguyên luôn, và bộ máy là máy zin. Đấy, và em này cũng không thiếu ABS đâu, ABS ở dưới còn nguyên nhỉ, ắc quy CMF còn nguyên, để cái lên ngay, và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, toàn bộ đầu là của xe là còn nguyên này. Đấy, các bác nhá, tai đèn cũng còn nguyên, chưa có động chạm. Cái phần trắng này là cát đấy các bác nhá, cái phần trắng này là cát này, lau quát là sạch, em lau các bác nhá. Đấy, cát bẩn. Cái này nói thật các bác là vừa mới dọn rửa xong ấy thì nó nằm ở trên những cái khe ấy, nó rơi xuống, thế bình thường không vấn đề gì nhá. Vâng, đấy, kể cả các phần này này các bác nhìn này, các cái tai này của nó còn nguyên, vuông vắn sắc cạnh luôn, chứ không có hiện tượng bị lỗi nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, một chiếc Kia Soluto đời 2021. Em đang bán cái giá là chỉ có 320 triệu đồng. Đấy, một mức giá rất là yêu. Và bác nào mà yêu thích Kia Soluto, muốn mua một chiếc xe vừa yêu vừa rẻ vừa ngon thì alo ngay cho em qua số điện thoại 0869158926. Đấy các bác nhìn này, nó đẹp như thế này, luột như thế này, không mê thì mê cái gì. Mà thực sự là mức giá thì cũng rất là hời, thì loanh quanh có hơn 300 triệu bằng ngang một mẫu i10 Moling. Mà trong khi đó các bác có được một chiếc xe đời cao này, giá hợp lý này, và nói chung là rộng rãi, sạch sẽ, ngon lành. Đấy, đi bền lành, tiết kiệm nhiên liệu, rất nhiều ưu điểm, và chỉ có mỗi một cái nhược điểm, đó là sao mà nó rẻ thế. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ, vừa chất tại em Vũ Duy Ô Tô. Em này thì riêng về phần gầm thì em sẽ không quay, vì con này gầm nó đẹp lắm. Đây, thôi quay lốt gầm cái, hôm nay các bác lại nổ. Đây, các bác nhìn gầm đây này. Gầm xe là như mới luôn các bác nhá. Đó, ok, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ. Bác nào mà mới xem lần đầu thì các bác có thể là đăng ký kênh, theo dõi. Còn các bác mà theo dõi thường xuyên thì các bác có thể cho em xin một nút like để lấy động lực làm thêm nhiều video hơn. Em này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Các bác nào mua thì em sẽ khuyến mại cho các bác một kỳ đăng kiểm mới luôn đấy các bác nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.